Hiện nay tái canh cây cà phê đang là vấn đề mà bà con nông dân ở Tây Nguyên quan tâm khi mà nhiều diện tích cà phê đang ngày càng già cỗi. Tuy nhiên, việc tái canh cà phê ở tỉnh Gia Lai đang gặp nhiều khó khăn bởi vốn đầu tư không phải là ít. Hiện tỉnh Gia Lai có hàng chục nghìn hecta cà phê trồng từ cách đây 20 đến 30 năm, nên hầu hết những vườn cây này đều già cỗi, cần phải thay thế. Tuy lãi suất vay tái canh thấp hơn lãi suất trên thị trường 2%, nhưng theo bà con nông dân thì lãi suất ngân hàng vẫn còn cao, thời gian hoàn vốn lại ngắn nên nhiều người còn có tâm lý e dè với chương trình này. Do vậy, phần lớn bà con tự lượng vào sức mình, không có điều kiện làm một lần mà phải tái canh dần dần, từng ít một. Tuy nhiên, với cách làm này, cây cà phê phát triển không đồng đều sẽ rất khó cho việc chăm sóc và năng suất chất lượng chắc chắn sẽ giảm sút, nên khó có thể hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của ngành cà phê Việt Nam.